thượng đã sai ngủ, chỉ còn có mình ta. Tưởng cục với vua vui cuộc trăng hoa, nhưng khi vua lâm trận vua lại yêu hơn gà. Thiệt là chán cho một đời cũng nữ. Bông hoa rụng gieo sầu cho người vô vọng, ngẩn ngơ ngàng trong mộng, bao giờ nguôi niềm thương hận. Trong chừng ra ngoài muôn dặm, bông chàng quất sao núi rừng. Ngoài biên cương gió ngàn lạnh lùng, nghe trong chuông vang dậy cơ hồ bên tai. Mơ màng theo làn mây bay, khói sương của trùng thế gian. Duyên tình sao đành ly tan, canh hoa giữa mùa chiên chinh lửa binh tao loạn. Thân phận vùi chôn giữa dũng có hoàng, người muôn dặm bây giờ nơi đâu? An Lộc Sơn, An Lộc Sơn ơi, chàng ở đâu An Lộc Sơn? Thế nổi điên không? Mà nghĩ sao cái nghề này ăn nói là nhờ cái ống nói này mà mày ra nó tịt không nói được là sao? Cái thằng quỷ An Lộc Sơn này nổi điên không? Mày ra mày mần lại coi. An Lộc Sơn! Lan ơi! Xin em đừng cắt đứt dây chuông, đừng lạnh lùng khép còng. Điệp tìm đến đây với nỗi nhớ thương, với lòng hối hận. Dù mối tình xưa điệp không phụ bao giờ. Mày có tin là tao cắt cổ mày không thằng quỷ? Gì trời, trong cái tuần đâu có chỗ đoạn cắt cổ. Chứ tự nhiên là mày ra mày đang hát tuần gì? Dương Quý Phi. Dương Quý Phi nghĩ sao mày ra mày quất Lan ơi, tao không cắt cổ mày cũng uổng à. Đang hát Dương Quý Phi mà. Thông cảm đi. Trời ơi, hôm rồi ít show không có diễn nhiều, cho nên quên tuồng. Nghĩ sẽ diễn như mày không ai mời luôn chứ ít là đỡ à. Thông cảm đi mà. Hát lại đi. Đâu quá bị khủng hoảng làm dữ vậy. Mày đừng làm tao nổi điên nha. Tao đang làm đàn bà mày chọc tao nổi máu đàn ông lên đây. Mang lại Dương Quý Phi. Sao mày hát, mày không hát mày đứng mày ngáp không vậy? Mày buồn ngủ mày vô mày ngủ đi chứ mày hại người quá đáng rồi. Không có chỗ này là tới phiên. Ê, mày trả lời mà. Tới tôi phải không? Tới tôi để tôi làm ai biểu hàm la trước chi. Bực bội à. Nghe Dương nè. Quý Phi. An Lộc Sơn. Sao mày không hát đi? Thôi được rồi, để tới tao làm trước cho. Làm tao bực bội luôn à. Tao nổi sải rồi mày. Dương Quý Phi. Trịnh Nam Sơn. Chết mẹ. Lộn lộn lộn. Mày khủng hoảng cũng phải cho tao khủng hoảng chứ. Tao còn ốm hơn, tao đói hơn mày mà. Dương Quý Phi. An Lộc Sơn. Vì tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo, qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo. Luôn đi mày chết đi con quỷ cái. An Lộc Sơn, tại sao chàng lại gọi thiếp là con quỷ cái? Không phải An Lộc Sơn mà là tao chửi mày đó.
Trời đất ơi, đang hát An Lộc Sơ như quý phi, tự nhiên đưa nguyên bà nghèo Trường Vũ vô à? Sao vậy? Tao quên. Vì nãy giờ tao đói quá rồi. Sáng giờ tao quất được con nửa ổ bánh mì. Mày nghĩ tên tao còn chưa nhớ, làm sao tao nhớ tuồng được? Nghĩ mày đang la tao. Nhưng mà hát như vậy mới đúng tâm trạng của anh em mình á. Tâm trạng gì? Mày nhìn đi. Hai đứa có đứa nào mà không sáng như lửa vậy không? Hay không? Mà hát không có một đồng bạc. Trong khi đó thằng Trường Vũ nó mặc đồ không có kim tiếng, kim sa. Nó mặc đồ bèo hơn chữ bèo. Nó quơ lên, nó quất nhặt nghèo không. Mà nó mua mấy cái nhà nó pay off hết. Mày nhắc tao mới nhớ, Mạnh Quỳnh Trường Vũ hát toàn bài nghèo mà tụi nó được xếp vô hàng top 10. Trong khi tao với mày đóng toàn là vua chúa hoàng hậu mà chỉ được xếp hàng ten top. Làm gì có hàng ten top? Trời ơi, áo thun ba lỗ phải ten top sao cha? Ý mày nói hát hoài mà không có cái áo dài mặc á hả? Tiền đâu mà mua? Đúng rồi, nói tôi mới nhớ. Nó hát nhạc là toàn là nó rên rỉ không, mà nó thuộc hàng là xếp là top of the world. Bà mẹ nó mình lên mình vừa múa vừa nhảy tưng cà tưng cà tưng vậy mà quơ hoài không bao giờ thóp. Như vậy tại sao tao với mày không chuyển qua ca nhạc đi? Mày đừng hù ta Tài ơi, chết ta Tài. Ta hát mấy bữa sở thú nó đẩy hết mấy chục con đi một lần luôn. Ta đi chơi thôi đó, ta đi go to the zoo thôi. Ta đi ta hát ta la la, lát hồi ta nhìn trong chuồng thú trời ơi, nó chết sắp lớp luôn. Chút xíu nữa bồ lít nó nóng đầu ta rồi. Thôi đừng xúi tôi hát, ông nào ơi lộn người à. Trời ơi, không thử sao biết. Bây giờ nè, tao hát tân nhạc, mày múa minh họa. Đừng có xúi cái đó, giết người đó. Giết người không gươm dao. Tại sao là giết người? Sáng năm tao tới lại San Jose là người ta nắm đầu tao, người ta quánh te tua luôn. Tại sao quánh? Hồi đó tao thử lần rồi. Hồi đó có người miễu tao múa. Tao lên tao múa xong hồi đó tiểu bang nó buồn lắm. Ở đâu nè? Ở Wichita, đúng không? Tao múa xong qua năm tới là hai ba chủ tiệm phở nó tới nó muốn nắm đầu tao đi giết luôn. Kỳ vậy? Nó nói tại thấy tao múa xương rẻ quá nó mở tiệm phở nó bán. Bà mẹ nó ế trời ơi, nó chửi tao quá trời luôn. Có lo, mấy người đó là chưa thấy cái đặc biệt của mày. Thôi tôi lại anh. Bây giờ mày múa đi, tướng mày múa không thua gì con cò đâu. Ha, hồi xưa giờ mày thấy công múa không vậy? Ừ. Giờ mày coi cò múa nè. Rồi quất đi, không quất là không có cơm ăn luôn. Nghe nha. Kể cha nó làm đại đi. Bài gót hồng không? Gót hồng hả? Múa cho. Bây giờ gót đỏ tao cũng chơi luôn. Hát hát. Music. Gót hồng nhẹ nhàng xoay giữa khung trời đầy xa thương dồ nghiêm lòng đời. Con hồng siêu giảm xoay theo điều múa nhìn bước chân. Trời ơi, sao cỏ không vậy cha? Sao mày thấy được rồi mày còn đưa cho người ta thấy? Bị hôm nay không có tiền ăn, lấy tiền đâu mà mua đồ làm cỏ? Tao quên cắt cỏ mà. Ơi. Tao nói rồi tao không mua được mà cãi tao không. Đang hát bài gót hồng phê quá trời, tự nhiên nhìn viên cái sân banh mắt hứng hết trời. Trời thôi, kỳ quá ơi. Đừng có hát nữa, đừng có múa nữa. Tao bực bội. Ê. Gì? Hay là vậy, không mấy tao làm xiếc mày múa lửa đi. Nghe đó được à. Mày gan quá. Gì gan? Mày nhớ cái khay lần trước chưa giải quyết xong á. Cái gì? Mày xiết đó.
Thì sao? Mày hay quá, mày kêu người ta, mày dựng tấm dáng xong mày mời khán giả lên, mày để trái cam lên đầu người ta, mày phóng bà mẹ nó trái cam, mày không phóng mày quất một cái phạt vô lỗ tai người ta. Mai là thằng nó xỉu á, chứ nó không xỉu là thui quắc luôn rồi. Tại bữa đó là thiếu ngủ chứ bộ. Thiếu ngủ mà xiết. Không mấy mày múa lửa đi. Thôi tao múa lửa bữa đó chút xíu nữa là tao trả tiền phai thì phạt mình một lần à, thúi quắc luôn. Tao trả một lần tao sạc nghiệp luôn rồi. Múa lửa gì đâu mà mười mấy chiếc xe của cứu quả nó tới luôn à. Đúng rồi, mày nhắc tao mới nhớ. Trời ơi, tuần trước nè, tự nhiên múa lửa mà không lo gạo lăn tay đông chân đi, bật lửa trăm phật cháy. Trời ơi, khán giả tao sợ quá trời quá đất. Ai biết cái thứ quỷ nó cháy dữ vậy đâu trời. Tao biết là tao đâu có múa chi. Bây giờ không còn cái nghề nào làm ăn hết. Còn. Mà cái tướng này chỉ có đi giũa neo mà giờ này học xong là neo hết thời luôn rồi. Cái tướng này mày nghĩ sao hãng xưởng này nó dám nhận. Nó nhận nó vô nợ nó đền insurance không nó sạc nghiệp luôn á. Bây giờ mà ăn gì vậy trời. Ê, không mấy là bằng nhạc đi. Cảm ơn anh. Anh nghĩ gì sao anh biểu tôi đợn. Mà tôi vừa đeo cái đờn xuống cái đầu tôi cắm xuống đất luôn á. Cái đờn nó rỉ xuống tới đất luôn á. Sức đâu mà đeo đờn ông nội ơi. Nghĩ ra rồi. Một cái nghề nhẹ nhàng mà nhiều tiền. Nghe gì? MC. Trời ơi mày thấy ông thơm không? Ông ra ông giới thiệu mà cứ kiếm lời mời liền. Kiếm lợi mời là tại vì người ta người Mỹ, người ta còn được. Mày chữ lộn như quỷ sứ, mày coi chừng là mày ăn lựu đạn không á. Tao nghĩ tao làm được. Không được đâu, tôi nói cho anh nghe nè. Ông trời ông đặt để mỗi người một cái nghề, anh hiểu không? MC mà dễ thì bây giờ đâu phải có mấy người. MC người ta phải giới thiệu làm sao để cuốn hút khán giả. Anh có biết kể chuyện, anh có biết làm thơ gì không mà anh làm MC? Trời ơi mày gan quá trời ơi. Ơi ông thơm mà ông kể chuyện vui được để tao kể được. Kể đi. Tao làm thử cho mày coi nha. Tao mày thử đó. Nó gan quá. Mày đứng xa xa ra đi, mày đứng né né qua bên kia đi. Gì? Lỡ dép lên là đừng có dính tao. Làm gì vậy? Dạ kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, trước khi giới thiệu tiết mục kế tiếp, tôi xin kể một câu chuyện vui. Có không? Chưa gì hết ta thấy vui rồi đó. Có chuyện này chứ vui quá rồi. Bà cười nãy giờ quá tạo quá đó. Mai mày có cháu ăn rồi. Mày có khán giả rồi Tài ơi. Để tao làm gì đó. Kể đi. Dạ kính thưa quý vị, có một đôi nhân tình, một người nam một người nữ. Người nam thì ở dưới quê, người nữ thì ở thành phố. Một hôm thì người nữ mới gọi cho người nam: anh ơi em nhớ anh quá, làm cách nào chiều nay anh lên thành phố để đi dẫn em đi ăn kem. Hấp dẫn quá, hấp dẫn. Tiếp tục. Thì người nam lập tức quá yêu người yêu, bỏ một công chuyện, chạy ra nhà ga để kịp mua cho chuyến tàu cuối cùng. Chạy tới thì già gắn tên. Chàng sợ quá chạy vô mới hỏi người bán vé: trời ơi, cô ơi, còn một cái vé nào cuối cùng đi lên Sài Gòn, thành phố không? Thì cô bán vé mới lạnh lùng. Chàng nói: trời ơi, cô làm ơn cô giúp tôi, người yêu tôi đang cần gặp tôi bữa nay, không có là kẹt lắm. Được, còn một vé. Thế là chàng ta vui mừng reo lớn lên. Vui quá, ta đã gặp được người yêu rồi. Vui quá là vui. Ủa sao không cười đi? Ủa sao mày cười mày? Kể xong chưa? Rồi hết. Chết mẹ rồi. Mày nghĩ sao mày kể cho miễu ta cười. Anh Thom ơi, anh Thành Kim Lợi ơi, cho em 20 đũa đi. Làm gì? Phát ở dưới lặng thọt vô nách trên kia. Kể chuyện thì bất gốc mà.
Cái gì xuống người ta cười ai? Cái chuyện mày suy nghĩ thì mày suy nghĩ hết sâu trong đáy lòng mày coi cái chuyện đó có đáng cười không? À, tự cười nhiên à? Mua được một cái vé rồi có cười không? Trời ơi, mua được cái vé sao? Vô duyên kể gì mà cũng kể. Giới thiệu chương trình là mình phải giới thiệu một cái gì đó nó liên quan tới bài hát. Tự nhiên mà kể chuyện vui mà nó vô duyên hơn cái chữ vô duyên. Né ra để tôi làm cho. Né ra đi. Tao giới thiệu ca sĩ đã. Ờ, giới thiệu đi. Cho mày giới thiệu đó. Tôi sẽ kể kiếp cho quý vị nghe một câu chuyện nữa. Thôi thôi. Không, mày kể sao? Tới cái con kia nữa là chết luôn á. Chưa có nghe hết mà. Sẽ kể tiếp một câu chuyện nữa sau tiết mục này. Kính thưa quý vị, xin quý vị một tràng pháo tay để chào đón một tiếng hát một nam ca sĩ không phải là con người mà là một người Ả Rập biết nói tiếng Việt. Ê, cha nậu vô duyên. Mẹ nó có Ả Rập nó cũng là người. Phải không? Nó Ả Rập nó cũng là người. Nghĩ sao mà ra mà giới thiệu nam ca sĩ không phải là con người, không lẽ con thú hả? Giới thiệu vậy mà nó cũng giới thiệu được gan ghê âm. Mày làm được không? Vậy mà mày đòi làm với ông Thơm làm sao Thơm được? Né ra đây tao làm cho. Né ra, né đi. Chứ vậy? Chứ lỡ bông đem lên là mày giật. Tao tự tin hơn mày luôn. Có giới thiệu là phải liên quan tới bài hát mình mới giới thiệu. Ngày xưa tới giờ mày nghe MC miền Bắc rồi vậy? Rồi. Nghe MC miền Nam rồi vậy? Có rồi. Tàu quốc miền Trung. Không có đụng hàng. Kính thưa quý vị, mùa thu là một mùa thật đẹp. Tôi không biết quý vị ở đây có cảm giác như tôi không, nhưng riêng bản thân tôi thấy mùa thu quá đẹp. Bởi vì mùa thu lá đổ vàng, rồi lá đỏ, lá xanh, chúng ta thấy đủ màu sắc cho mùa thu. Và chính vì lẽ đó mà mùa thu đã gửi lại trong lòng các thi sĩ, các nhạc sĩ đã viết lên những bài hát nói về mùa thu rất là hay. Ví dụ như thu ca, thu quyến rũ. Và một bài hát nữa, cuối mùa thu mà người ta vẫn moi ra người ta viết, đấy là thư tình cuối mùa thu. Còn về thi sĩ, chắc hẳn quý vị đã không quên bài thơ em nghe trăng mùa thu lá thu rơi xào xạc, con nai vàng nó ngơ ngác nó đạp lên lá vàng khô. Bởi vì thế tôi đã thích mùa thu. Và sau đây cùng đồng cảm với tôi, xin kính mời quý vị thưởng thức một bài hát rất hay. Bài hát được mang tên Người Tình Mùa Đông. Gì vậy? Trời ơi! Ông nói từ đầu tới cuối mùa thu, tôi đã đâu giới thiệu mùa đông là sao? Thì nói rồi, có một bài cuối mùa thu người ta viết rồi, thì cuối mùa thu nó qua mùa đông rồi giới thiệu mùa đông đi. Sao mày thắc mắc nhiều cái kỳ cục quá? Thôi, không được đâu mày. Bởi tôi nói anh nghe đâu phải dễ đâu, làm cho anh chơi cho vui vậy thôi. Chứ tôi nói thiệt với anh nghe, mình nghề nào mình ráng mình đeo theo nghề nấy đi. Anh đừng thấy người ta ăn khoai cái anh giác mai anh chạy rồi cuối cùng khoai anh không có anh ăn, anh đói chết dịch anh vợ. Bây giờ mình là làm hề, thấy không? Mình cố gắng mình đeo đuổi cái nghề hề đi. Mặc dù mình biết cái nghề của mình nó bạc bẽo lắm anh. Nhưng mà dù có bạc bẽo bao nhiêu đi nữa, chỉ còn một người khán giả thôi. Khi họ đã thương mình thì mình vẫn phải phục vụ hết mình, anh hiểu không anh? Cái nghề của mình là vậy. Luật đào thải mà anh. Đến một ngày nào đó tự nhiên tôi với anh không còn trên sàn diễn nữa. Lúc đó buồn lắm anh ạ. Trời mà nói tao buồn quá. Nhưng mà thôi, mình cũng phải chấp nhận. Bởi vì anh có nghe bài hát này không? Bài gì? Tôi sẽ hát cho anh nghe. Nói về đời của người nghệ sĩ đó. Đêm 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 lời ca tiếng thơ, đàn ca hát cho người mùa vui.
Nhưng khi cánh nhung khép ngàn rồi, có người ca sĩ khóc đời quanh hiu. Nhưng khi cánh nhung khép ngàn rồi, có người ca sĩ khóc đời quanh hiu. Cảm ơn quý vị. Xin quý vị rất nhiều. Cảm ơn những tấm thành tình của quý vị đã dành cho Hoài Linh và Chí Tài. Thật sự đó cũng là tâm trạng của anh em nghệ sĩ chúng tôi. Khi cánh màn nhung khép lại thì không ai hiểu được đằng sau tấm màn nhung ấy người nghệ sĩ phải sống như thế nào. Mặc dù lên sân khấu họ sống bằng hào quang, bằng danh vọng, nhưng khi màn nhung khép lại thì họ cũng có những cuộc đời riêng tư của họ. Và kính thưa quý vị, rất cảm ơn quý vị và hy vọng rằng gì vậy? Ông cameraman này, cameraman cũng cười hoài à. Hy vọng rằng sự yêu thương của quý vị sẽ làm cho anh em nghệ sĩ chúng tôi lên tinh thần nhiều hơn. Và đến một ngày nào đó quý vị mà không còn cười được khi Hoài Linh và Chí Tài diễn nữa, thì lúc đó quý vị cứ mường tượng rằng đằng sau bức màn nhung, Hoài Linh và Chí Tài đang ngồi khóc. Cảm ơn quý vị.